Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu tiếp theo. Một trận thi đấu mà chim sẻ đi nắng, vâng, sẻ đẻ của chúng ta được cầm Persian. Và đây là bãi quả và có cả bãi hiêu luôn rồi. Một bãi quả có 7 cây. Giờ sẽ được thiết kế. Bãi hiêu có 5 con cạnh bãi vàng và hơi khó lùa về. Sát mép tường. Và sát mép tường xa. Trận này thì Nick cả rừng là người cầm Romang. Còn chim sẻ đi nắng là người cầm Persian. Thực chất thì cách đây độ 1 năm, Persian vẫn là một quân cực kỳ nguy hiểm ở map Lager. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì Persian không còn quá nguy hiểm nữa rồi. Có lẽ nếu như đánh giá ở một trận đấu đỉnh cao với hai game thủ đỉnh cao thì Roman thậm chí còn được đánh giá cao hơn Per. Chính xác là như vậy. Trận này thì nhà chim nằm góc 9 giờ. Và chúng ta cùng chờ đợi xem nhà chim sẻ nằm, xin lỗi các bạn, nhà Nick cả rừng nằm ở đâu. Vâng, thêm bãi quả phụ nữa cho chim sẻ. Nhưng bãi quả phụ này là một bãi quả phụ mà chúng ta nhìn thấy cây quả còn khó vì nó lẫn với cánh rừng dừa. Ở một bài đấu với Persian thì như các bạn đã biết là cứ chơi phù thôi. Với những game thủ hàng đầu thì việc thao tác tay của các anh rất nhanh. Việc chơi phù là không phải quá khó. Việc thứ hai nữa là các anh đánh ở thời đại bây giờ thì việc kích đầu 10 với những quân tuyển. Persian này có thể kích 9, Roma cũng hoàn toàn có thể kích 9-5x hoặc chớm sang 10 là chuyện quá bình thường mà thôi. Không có gì khó cả. Vâng, chim sẻ đã thiết kế chiếc ghép đầu tiên tại một cánh rừng thông. Mặc dù bãi hiêu rất khó lùa, chim sẻ đưa được 4 con hiêu về với nhà chính nhà mình. Phải nói rằng đây là một kỳ tích của chim sẻ. Vâng, chim sẻ đã chậm một dân hơn so với game thủ Nick cả rừng. Vâng, ngang phèo rồi, có lẽ một nỗ dân ra hơi muộn so với quy định thôi. Câu sư tử về chiếc ghép. Một phong cách rất chim sẻ. Phải chăng chim sẻ không muốn đi dò nữa và anh sẽ hết đời với ngần này đồ thôi. Nhưng dân gỗ đang bị tắt. Xem qua màn hình thứ ba mới thấy được nhiều lỗi của các game thủ. Vâng, tiếp tục câu con sư tử nữa. Đây người ta gọi là hà tiện chứ không phải là tiết kiệm nữa rồi. Vẫn đánh đủ 25 dân trăng. Thiết kế BG ăn một bãi quả phụ dường như có 5 cây. Ăn thịt hai sư tử. Nói là cực kỳ tiết kiệm. Còn một hiêu thì đã chui tọt vào góc 9 giờ rồi. Anh đang kéo rất nhiều dân ra để có thể ăn được bãi quả phụ. Nhưng dường như đã thấy thêm một đồ ăn. Chim sẻ vừa kích đời ở 7 phút 53. Vâng, như vậy là không phải là có thêm một đồ gì đó mà chim sẻ bắt đầu đi đập lô. Có vẻ như đây sẽ một bài dâng nhà của chim sẻ. Anh sẽ dâng cả phù và dâng cả nhà L. Chí còn phiêu hơn dân cả A. Một bài mà chỉ có công công hiến chim sẻ mới có cửa thắng. 7 phút 53 với 25 dân. Vâng, trúng một bãi quả rồi. Có để ý không? Vâng, có để ý nhưng mà vẫn lao tiếp vì ở đằng trước mặt có một bầy hiêu. 6 con. Đẹp rồi. Một bãi quả để ăn hoang sau khi lên đời. BB đã được thiết kế. Vâng, trên chấm xanh trên bản đồ các bạn nhìn thấy nhà BB đã lên đời 2 xong. BM cũng đã được thiết kế luôn. Bo khá kín cái khu vực làm ăn của mình. Đây là một bài kín của chim sẻ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem anh dâng L hay anh chém thủ. Bài mà chim sẻ hoàn toàn có thể sóc dân và làm ăn trong một khu vực cực kỳ rộng lớn. Chỉ cần bo thêm hai phía. Vâng, bo khoảng cách giữa ba cánh rừng này thôi trên màn hình của các bạn là chim sẻ đã có thể phiêu được rồi. Nhà L dường như đóng ở cạnh với bãi hiêu. Có đúng không? Vâng, vừa đóng L và đóng L ở bãi hiêu. Kích đời.
11 phút 05, 27 dân pơ, cộng thêm 2 dân. Ăn một bãi vàng kín ở trong nhà và sau đây sẽ rút dân ở quả phụ về dần. Bo bế. Ngựa giò sẽ được xin ra, vâng anh dâng là ở tâm của bản đồ. Chỉ cần bo kín được nhà thôi, chim sẻ sẽ muốn làm gì thì làm. Bây giờ anh kéo toàn bộ nông dân của mình không khai thác quả phụ nữa. Vâng, về nhà để có thể bo kín bản đồ, anh chạy góc 6 giờ trước. Một bài đánh lô tìm nhà. Những nhà B bắt đầu được thiết kế để bo kín khu vực làm ăn nhà mình rồi. Sẽ là một bài ôm gỗ đúc ruộng của Persian. Hơi ảo điệu. 6 giờ dường như không có người. Anh dò như thế này thì cũng vẫn là 5 ăn 5 thua. Nick đánh 27 dân và đã đào được 128 vàng, dò 19%. Vâng, chim sẻ nhiều hơn Nick 2 dân. Vẫn còn một E nữa để kín nhà. Đào được rất nhiều vàng rồi. Nick cũng đã đi dò 22%, như vậy ngựa dò mới chỉ... Vâng, Nick lên đời 3 xong. Và sẽ đánh phù. Dường như Nick đang kéo dân đi đánh đi đóng phù. Ngựa dò chim sẻ chưa có gì. Anh vẫn đang tiếp tục. Vâng, như vậy là chim sẻ phải vẩy E lại. Rất nguy hiểm. Kịp không? Kịp rồi. Một bài kín và đang đi ăn hoang một bầy hươu. Có rất nhiều đồ ăn hoang cho chim sẻ trận đấu này. Anh đang sóc dân điên cuồng trong khu vực nhà nhà mình. Sẽ là bài gì đây? Nếu như chim sẻ đánh cung A thì Nick sẽ chuyển sang đánh chém và chơi cả ca. Vâng, Nick đang đi dò đồ ăn hoang của... Xin lỗi bạn, chim dò đồ ăn hoang của Nick ra rừng. Một nhà L và không công, không có giáp. Dường như chặt gỗ ăn nâng rồi. Bắt đầu xây A. Vâng, như vậy đây là nhà P, không phải là nhà A. Anh vẫn muốn thủ nhà chắc chắc chắn khi mà Nick có những con chém không vào. Những con chém đầu tiên của Nick. Tốn tới 200 gỗ để có thể thủ nhà chăng? Vâng, bãi gỗ của Nick đã hở. Còn hai dân ở phía bên trong. Một bài điên hoa như thế này thì sẽ cực khỏe. Vấn đề là chim có bị Nick phát hiện ra đồ ăn hoa hay không thôi. Chim đang hơn Nick 7 dân. Chỉ số kin là 1-0 nghiêng về chim. Anh em đang cứ chặt gỗ. Vâng, chim nó bị phát hiện ra bãi ăn hoang của mình. Lạc đà đang kéo ra thủ và bắt đầu chạy dân ra một bãi quả khác. Mất hình rồi. Nha, công an một đá đã được nâng cấp, đã được nâng cấp được hơn 30%. Vâng, nông dân của Nick điên hoang ở bãi quả phụ của chim sẻ. Rất dị. Và có một bài công P vào nhà chim. Chim vừa mất một lạc đà. Đây là bài công P của game thủ Nick. Roman công P, còn P đánh thủ lên A. Phù thôi, phù con chém này. Còn rất ít máu. Không được. Hai nhà phù của Nick ở rừng đang, xin lỗi các bạn, hai con phù đang công dần vào nhà của chim sẻ. Làm gì bây giờ? Lượng gỗ đang là khá nhiều. Chim vẫn đang xin cung A một áo. Anh vẫn chưa xin được những con cung A hai áo của mình. Tham lai của chim là 44/60. Nick 28 dân đạt được 1.400 vàng. Chỉ số kim là chim trên 2. Vâng, cung A một áo bị phù, không thành công. Chim sẻ là may mắn trong tôm vừa rồi. Còn bây giờ chim đang công vào nhà Nick. Mất một lạc đà nhưng giết được một phù. Số lượng ruộng chim cấy được không phải là ít. Một bãn hoang đã bị Nick phát hiện ra. Vâng, đây chính là điểm quan trọng nhất trong trận đấu này. Khi mà bãn hoang bị phát hiện thì chim sẻ sẽ không có lực khỏe nữa. Tham lai sẽ đè ngược trở lại. Vâng, Nick đang hồi dần trở lại tham sau khi bị chim đè những lúc ban đầu. Chim đang hơn Nick số lượng dân thôi. Nhưng Nick đang kin được nhiều hơn chim sẻ. Rất nhỏ. Chim vừa đem một con nông dân. Vâng, bây giờ thì chim đang đóng một chiếc BS lùi hẳn ở phía bên trong để khai thác gỗ tốt hơn. Anh vẫn chưa lên được cung A hai áo và tham lai của anh cũng đang chỉ là 46/60 mà thôi. Nông dân ăn vàng hơi xấu xí một chút. Có tới hai bãi vàng trong nhà của chim sẻ. Khu vực làm ăn này là rất rộng rãi. Cung hai áo được nâng nhưng đây chỉ là những con cung hai áo của Persian. Nick đang đè tham rất mạnh mẽ.
Nick đang 35 dân rồi, anh đang trâu ruộng vô cùng. Roman phát triển rõ ràng là khỏe hơn Persia rất nhiều. Nhưng bây giờ sẽ là một bài công lên bằng cả phù và cả A của game thủ chim sẻ đi nắng. Tham này 52 trên 56. Dần dần chim sẻ sẽ đè ngược trở lại tham, khi mà cung A sẽ nở cực nhanh. Vâng, đây có lẽ là bãi ăn hoang của Nick. Thêm một nhà BA nữa cho chim sẻ. Vâng, như vậy là không phải bãi này, là bãi ăn hoang của Nick gà rừng. Mặc dù rất gần với nhà Nick. Vừa rồi thì người soi máy. Vâng, cung A một áo. Nick đánh cung A một áo kẹp phù, kẹp với cả chém và lạc. Và lạc là kẹp cộng đơn luôn. Rất là nhiều thể loại. Vâng, chim đã phù cả cung A một áo của Nick rồi. Chim đang công lên vào đúng một thời điểm cực kỳ nhạy cảm. Thời điểm mà Nick gà rừng đang chơi cung A một áo kẹp pháo. Và chưa dồn được nhiều quân trong phân này. Thời điểm rất nhạy cảm và tham lai của chim đang là 61 trên 64. Không phải ai cũng có thể chơi phù tốt. Và trận đấu này thì game thủ Nick gà rừng là người chơi phù không tốt. Anh không công được vào nhà của chim. Vâng, đã có pháo. Rất nguy hiểm, nhưng con pháo đã bị tiêu diệt ngay. Những con phù đang cố gắng phù cung A1 ngay áo của chim sẻ. Chim sẻ đang nây trồ nhà BA và nhà K của game thủ Nick gà rừng. Nick đang đóng thêm những nhà mới ở phía bên trong. Tiếp tục kéo thêm những con cung A hai áo lao vào một hướng khác. Lao thẳng vào nhà Nick, mặt không có nhà quân. Trong khi những đơn vị quân này trong tuần đầu tiên công nhà của Nick thì vẫn đang phát huy tối đa tác dụng của mình. Vâng, công vào ruộng của Nick là dừng bằng một hướng khác. Có vẻ như Nick sẽ nằm trong tuần đấu này. Vâng, Nick có một, tỷ số là 3-1 cho chim sẻ. Trận đánh Pơ phải nói là rất xuất sắc mặc dù lên đời muộn. Chiến thuật của chim đề ra, vâng, là rất hay. Một bài kín cũng là điều kiện để cho chim có thể win trong trận này. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 5 ngay sau đây.